Hàng năm, cứ mỗi dịp lễ hội lớn, đặc biệt là vào dịp Tết, thì rất đông người Việt trong nước cũng như ngoài nước thường tìm kiếm một nơi nào đó để đi du lịch, nghỉ ngơi, thưởng thức những ngày vui nhộn và trải nghiệm những thắng cảnh đẹp trên quê hương Việt Nam. Trong tinh thần đó, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị khán giả một số những địa điểm du lịch tiêu biểu, vui và đẹp khởi đi từ miền Nam ra miền Trung và đến miền Bắc Việt Nam. Kính thưa quý vị khán giả, khi mà một người đến thành phố Cần Thơ của Việt Nam thì một địa điểm không ai có thể không thể đến được, đó chính là Bến Ninh Kiều. Kính thưa quý vị, người ta thường nói phải đến Bến Ninh Kiều thì mình mới biết mình đã đến Cần Thơ. Như quý vị thấy đây, Bến Ninh Kiều là một địa điểm rất là lý tưởng để cho những cuộc hẹn hò giữa những người thân thương trong gia đình, những người bạn bè cũng như là những cặp tình nhân. Đây là một địa điểm có thể nói là hàng đêm, bắt đầu từ khoảng chừng 5 giờ chiều cho đến khoảng chừng 12 giờ đêm, rất là sôi động và thu hút rất là đông người đến đây. Đây là Bến Ninh Kiều, nay được gọi là Công viên Ninh Kiều, một địa danh du lịch văn hóa đặc trưng của thành phố Cần Thơ. Được xây dựng trở thành một công viên với khoảng 7.000 mét vuông, với phong cách sông nước hữu tình và vị trí thuận lợi nhìn ra sông Hậu. Bến Ninh Kiều đã trở thành địa điểm du lịch thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách bốn phương. Từ Bến Ninh Kiều có thể nhìn thấy cầu Cần Thơ, cây cầu có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á vào thời điểm 2010. Bến Ninh Kiều lên đèn về đêm. Nếu từ hướng xóm chài nhìn sang, du khách sẽ trông như những hạt chân châu lấp lánh, ẩn hiện dưới làn nước sông Hậu êm đềm. Đến Bến Ninh Kiều, Cần Thơ, du khách có thể đi du thuyền, nghe đờn ca tài tử. Du thuyền ở Bến Ninh Kiều được thiết kế 3 tầng, rộng rãi và sang trọng, có sức chứa là 600 khách. Nhà hàng du thuyền Cần Thơ được xem là nhà hàng nổi lớn và có lịch sử lâu đời nhất ở Cần Thơ. Nhà hàng du thuyền Cần Thơ có bán rất nhiều món ăn, thức uống đa dạng, đậm nét quê hương miền Tây. Đến thăm Cần Thơ, du khách có dịp đi du thuyền trên Bến Ninh Kiều. Vào buổi tối, những chiếc thuyền sẽ đưa du khách du ngoạn sông Hậu, thăm viếng các nhà hàng thủy tạ, chợ nổi bên sông, thưởng thức các món ăn đặc sản và các tiết mục văn nghệ đậm chất miền sông nước Cửu Long. Là một địa điểm thơ mộng, vừa yên bình, theo cảm nhận của chúng tôi, Bến Ninh Kiều sẽ để lại trong lòng du khách nhiều ấn tượng khó phai khi đặt chân đến thành phố Cần Thơ, thủ phủ miền Tây. Trong 2 ngày về thăm Cần Thơ và Hậu Giang, chúng tôi đã được hưởng những giờ phút thoải mái khi ghé thăm những khu du lịch nổi tiếng tại miền Tây, nhất là tại Cần Thơ. Mỗi nơi đến thăm có một mảng trời riêng, cảnh sắc riêng và đã để lại trong tâm cảm du khách những hình ảnh khó quên, để khi chia tay, lòng càng yêu thương hơn vùng sông nước Cửu Long Giang. Trong cuộc hành trình về phương Nam, chúng tôi đã đến thăm vùng sông nước mênh mông của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với những địa danh ghi dấu những chặng đường nam tiến của tiền nhân. Đến bến tàu du lịch, chúng tôi lên thuyền vào khu du lịch Thới Sơn và ngắm cảnh trên sông Tiền. Đi thuyền trên sông Tiền, du khách dễ nhận ra cầu Rạch Miễu nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Chúng tôi đang đứng bên bờ sông Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sông này thuộc hệ thống sông Cửu Long, là tên gọi chung
cho các phân lưu của sông Mekong trên lãnh thổ của Việt Nam với hai nhánh là sông Tiền và sông Hậu. Sông Cửu Long chảy qua địa phận các tỉnh, thành phố miền Tây gồm có Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang và Sóc Trăng. Đến khu du lịch Thới Sơn, chúng tôi được đi thuyền xuyên qua kênh rạch. Mỗi chiếc xuồng chở tối đa là 6 khách. Trong đó có một người cầm chèo chính và một người phụ. Kính thưa quý vị khán giả, hiện thời chúng tôi đang đi trên một thuyền nhỏ được chèo quanh những cái rạch ở trên cái cồn Lân. Hoặc là nếu mà chúng ta về miền Tây thì chúng ta sẽ cảm thấy có rất là nhiều những cái rạch nhỏ mà cứ len lỏi hàng chục cây số đi vào trong rừng, trong núi, rất là sâu, kính thưa quý vị. Đến với Cù Lao Thới Sơn, chúng tôi có dịp ngồi trên xe ngựa thong dong trên những con đường ngoằn ngoèo dưới rạc dừa xanh, đắm mình trong không gian thoáng đãng mênh mông của vùng quê sông nước Cửu Long. Rời cồn Thới Sơn, chúng tôi đã lên thuyền lớn để qua cồn Phục. Trong thủy trình đến cồn Phục, thuyền đến đoạn rạch gầm Xoài Mút, nơi ghi dấu chiến công của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ tiêu diệt 50.000 quân Xiêm vào năm 1785. Trước đây cồn Phục có tên là cồn Tân Vinh, về sau còn có một tên khác gọi là Cù Lao Đạo Dừa. Nguyên do là vì ông Nguyễn Thành Nam đã đến đây xây chùa Nam Quốc Phật và thành lập nên một giáo phái gọi là Đạo Dừa vào đầu thế kỷ 20. Đến cồn Phục, du khách có thể đi thăm các vườn cây ăn trái và thưởng thức các món ăn đậm chất Bến Tre miền Tây. Một hoạt động rất thú vị cho du khách khi tới thăm cồn Phục là tự tay câu cá sấu. Hàng chục chú cá sấu nằm dưới hồ chờ những tay câu tài năng chinh phục nó. Kính thưa quý khán giả, rời khu vực cồn Thện ở Bến Tre thì chúng ta có thể đi đến một khu du lịch khác cũng rất là vui, đó là gọi là khu du lịch Lan Vương. Tại khu du lịch Lan Vương, với không gian vùng quê rộng lớn, các nhóm du khách tới đây thường tổ chức những trò chơi tập thể nhằm gắn kết tình cảm của mọi người, mang tới những giây phút vui vẻ trong cảnh hoang sơ và sông nước mênh mông. Trong cuộc hành trình phương Nam, chúng tôi đã về thăm Sài Gòn vào dịp cuối năm, khi cả thành phố này đang chuẩn bị đón chào năm mới. Đây là thành phố mà thời Pháp thuộc được thiết kế theo mô hình của châu Âu và được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả, kính thưa quý vị, hiện thời chúng tôi đã có mặt ngay tại trung tâm điểm của thành phố Sài Gòn. Và ngay dưới thành phố Sài Gòn thì có một địa điểm rất là đặc biệt, đó gọi là con đường đi bộ Nguyễn Huệ. Kính thưa quý vị, những quý vị thấy xung quanh chúng tôi đây rất đông những người và hàng đêm phải tầm nói cái chừng 8 giờ tối là họ đã ra đây và họ đi bộ quanh con đường này. Và bây giờ thì chúng tôi xin kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi mình đi một vòng con đường đi bộ Nguyễn Huệ này để chúng ta cùng nhau khám phá. Đây là toàn cảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm, nơi mà các du khách và các cư dân tụ tập lại chơi đùa cùng nhau. Giữa Sài Gòn náo nhiệt và đông đúc, du khách có thể tìm thấy ở phố đi bộ Nguyễn Huệ một không gian thoáng đãng để dạo chơi vào đêm. Con đường Nguyễn Huệ đã có một lịch sử hơn 130 năm. Vào năm 1887, trong thời Pháp thuộc, nhà chức trách đã xây dựng một đại lộ rộng lớn tên là Đại lộ Chane. Đến năm 1956 thì chính quyền đổi tên con đường này thành Đại lộ Nguyễn Huệ
và được sử dụng cho đến ngày nay. Cho đến cuối thế kỷ 20, con đường này vẫn là chợ hoa xuân chính của người dân thành phố mỗi dịp Tết Nguyên đán. Sau một thời gian gián đoạn từ Tết Giáp Thân năm 2004, chợ hoa Nguyễn Huệ đã khôi phục nhưng với diện mạo mới. Và cũng từ năm này, cứ vào dịp Tết, đường Nguyễn Huệ có một cái tên khác, đó là đường Hoa Nguyễn Huệ. Vào tháng 4 năm 2015, thành phố Sài Gòn khánh thành công trình quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ với chiều dài là 670m và rộng 64m. Rồi đến năm 2019, khu vực này lại được tiếp tục thiết kế và xây dựng lại thành đài phun nước với một hồ nước hình tròn mang hình ảnh của bùng binh, bồn kèn của Sài Gòn xưa. Theo ghi nhận của nhiều cư dân, thì nơi thu hút giới trẻ thành phố nhất hiện nay có lẽ không nơi nào bằng phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vào mỗi tối, con đường này thu hút hàng trăm lượt khách đến tản bộ, vui chơi, sinh hoạt ca hát hay các trò chơi ngoài trời. Đa số là các bạn trẻ, gia đình dẫn con đi chơi, có cả du khách nước ngoài, tạo nên không khí vui tươi, nhộn nhịp vào mỗi tối, nhất là những tối cuối tuần và các dịp lễ trong năm. Đây là toàn cảnh thành phố Đà Lạt vào dịp cuối năm. Trong nửa đầu thế kỷ 20, từ một địa điểm hoang vu, người Pháp đã xây dựng lên một thành phố xinh đẹp với những biệt thự, công sở, khách sạn, trường học, một trung tâm du lịch và một trung tâm giáo dục của Đông Dương. Đây là toàn cảnh vườn hoa thành phố Đà Lạt, nằm ở phía đông bắc Hồ Xuân Hương. Chúng tôi đang có mặt ngay tại vườn hoa thành phố Đà Lạt vào những ngày cuối năm. Vì vậy, để chuẩn bị cho một Tết sắp đến, thì khu vực này có rất là nhiều hoa, đủ mọi loại, đủ mọi màu sắc khác nhau. Theo tài liệu của địa phương, vườn hoa sơ khởi có từ năm 1966, được khởi công xây dựng quy mô vào năm 1973 và phát triển từ năm 1985, rộng 11 hectare. Vào vườn hoa thành phố Đà Lạt, trước mặt, sau lưng và hai bên, đâu đâu du khách cũng nhìn thấy toàn là hoa. Để tạo cho không gian tràn ngập hoa, trên con đường đi, mỗi vuông đất đều có hoa. Dọc hai bên lối đi là hệ thống nước phun. Nằm hứng hờ trên lối đi, dọc theo triền đồi là chiếc xe ngựa đầy hoa. Những gánh hoa cũng để như ngẫu nhiên tạo nên một không gian lạ thường. Ở vườn hoa này có trên 300 loài hoa, trong đó có tới hàng trăm loài hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa lây ơn, hoa lan, hoa cẩm tú hay là hoa mimosa nở quanh năm. Vườn hoa thành phố Đà Lạt hiện là nơi trưng bày về hoa lớn nhất và đầy đủ nhất của Đà Lạt, với hàng trăm giống hoa khác nhau. Đây là nơi hội tụ nhiều loài hoa đẹp của phương Đông và phương Tây. Đây là toàn cảnh thung lũng tình yêu, một trong những thắng cảnh thơ mộng nhất của Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về phía bắc. Vào những năm 1930, toàn quyền Đông Dương và các cặp tình nhân người Pháp thường chọn khung cảnh này cho những buổi hẹn hò, rồi đặt tên là Valet d'Amour. Với tổng diện tích lên tới 140 hectare, thung lũng tình yêu là địa chỉ tuyệt vời cho những du khách chọn làm nơi cắm trại cuối tuần. Ngoài ra, tới thung lũng tình yêu, du khách cũng có thể cưỡi ngựa, đạp vịt, du ngoạn bằng xe jeep hay là xe lửa cổ. Theo ghi nhận của các du khách, thung lũng tình yêu đẹp và cuốn hút bởi thung lũng sâu và đồi thông quanh năm xanh biếc.
du khách có thể len lỏi theo những lối mòn hoặc leo cả trăm bậc, đi qua những cổng hoa với màu sắc rực rỡ để lên đồi vọng cảnh. Thung lũng tình yêu là một địa danh du lịch sinh thái lý tưởng và hấp dẫn, đã trở nên quen thuộc với du khách gần xa. Thung lũng tình yêu đẹp và cuốn hút bởi thung lũng rộng, sâu với đồi thông cao và xanh, hồ đa thiện, làm tăng thêm sức quyến rũ cho cảnh quan chung. Đây là hệ thống cáp treo qua biển Nha Trang. Hệ thống cáp treo này có thể chuyên chở từ 1.000 cho đến 1.500 người trong 1 giờ, với tất cả 65 cabin được treo trên hệ thống. Mỗi cabin sẽ vượt qua đoạn đường biển giữa Nha Trang và đảo Hòn Tre trong gần 9 phút 20 giây. Khi ngồi trên cáp treo ở độ cao 54 mét, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp, các địa điểm du lịch tựa như thiên đường. Đến thăm Vinpearl Land Nha Trang, nhiều du khách có cảm tưởng như đến một thiên đường giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh, thủy cung hiện đại hay những màn nhạc nước hấp dẫn. Ngoài ra, Vinpearl Land Nha Trang còn có một vườn quý vương nuôi dưỡng nhiều loài thú và chim rất quý hiếm. Ngay cửa vào vườn quý vương, du khách nhìn thấy một đàn hồng hạc tuyệt đẹp đang nhận nha lội nước, kiếm mồi, tắm nắng. Vườn quý vương, khu vườn thú mở đầu tiên và duy nhất tại thành phố biển Nha Trang, với diện tích gần 50.000 mét vuông. Vườn quý vương là ngôi nhà chung của hàng trăm loài động và thực vật khắp nơi trên thế giới. Trong đó có nhiều loài quý hiếm thuộc sách đỏ như là vượn má vàng, khỉ mạch đỏ, vọc bạc, hổ Bengal, báo hoa mai, công xanh. Kính thưa quý vị, mỗi khi du khách mà đến thăm Nha Trang thì việc đầu tiên người ta thường nói đến một địa điểm phải đi, đó chính là Vinpearl, nằm ở trên một hòn đảo nằm ở ngoài biển. Và đây là một khu du lịch đã thu hút hàng lượt triệu các du khách đến đây hàng năm. Vì trong khu này thì nó có nhiều đặc điểm khác nhau. Trước hết là nó có một khu trò chơi cho trẻ em rất là lớn, với đủ nhiều trò chơi với cảm giác mạnh khác nhau. Đây là một trong những khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất Nha Trang. Vinpearl luôn là điểm đến được du khách yêu thích, với tổ hợp trò chơi được đầu tư quy mô. Khu giải trí này là nơi hội tụ những trò chơi với cảm giác vui nhộn, sẽ mang lại cho du khách những phút giây thư giãn, thoải mái bên gia đình và bạn bè. Đến từ thời gian kỳ báu tại Vinpearl Nha Trang. Hy vọng Vinpearl Nha Trang là kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong kỳ nghỉ của quý khách. Hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách quay trở lại với Vinpearl Nha Trang trong một ngày gần nhất. Vinpearl Nha Trang xin kính chào tạm biệt, kính chúc quý khách mạnh khỏe, thành công và niềm vui trên những hành trình mới. Đây là toàn cảnh phố cổ Hội An được chúng tôi thu hình vào dịp rằm cuối năm. Theo dòng lịch sử, phố cổ Hội An là một phần của đô thị Hội An,
xưa thường được nhắc đến với tên gọi là Phaiphô. Vào thế kỷ 17, Hội An là một đô thị thương cảng sầm uất và thịnh vượng của miền Trung Việt Nam. Đây là những cận cảnh về phố cổ Hội An ngày nay, một đô thị cổ thu hút đông đảo du khách bốn phương tìm về đây để cảm nhận những tinh hoa nhân văn của một thành phố ở châu Á được bảo tồn nguyên vẹn. Những con đường, ngôi nhà ở đây là những kiến trúc truyền thống đã có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Tại khu phố cổ chính ở Hội An có nhiều cửa hàng may mặc với đủ các loại vải cho du khách lựa chọn. Du khách có thể đặt may theo yêu cầu và nhận ngay trong vài giờ. Phố cổ Hội An với trục phố chính là đường Trần Phú. Đây là chiếc cầu cổ duy nhất còn lại ở Hội An ngày nay, có cái tên quen thuộc là cầu Chùa. Cây cầu này dài khoảng 18 mét, bắc qua một lạch nước nhỏ chảy ra sông Thu Bồn. Khách đến phố cổ, người tiếp xúc đầu tiên với họ là chính những tài xế xích lô. Chính sự thân thiện, gần gũi, hòa nhã trong giao tiếp và đặc biệt là bản tính trung thực của người đạp xích lô Hội An là hình ảnh đầu tiên gây thiện cảm với du khách. Kính thưa khán giả, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị Hội An về ban ngày. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị Hội An về ban đêm. Về ban đêm thì Hội An mang một màu sắc rất là khác và mang một cái gì rất là gọi là tuyệt đẹp mình không thể ngờ được. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi mình đi khám phá Hội An về ban đêm. Phố cổ Hội An về đêm lại lung linh dưới ánh đèn huyền ảo của những chiếc đèn lồng, những mái ngói rêu phong và những bức tường vàng trầm mặc dưới ánh đèn lại càng thêm tĩnh lặng. Cả khu phố cổ dường như toát lên một nét đẹp huyền bí và đậm dấu ấn thời gian. Theo ghi nhận của các nhà nghiên cứu văn hóa thì có một bức tranh huyền ảo hiền hòa khi Hội An về đêm mà du khách không thể bỏ qua. Đó chính là dòng sông Hoài nằm nhẹ nhàng và êm đềm. Trên những chiếc ghe nhỏ ngồi trôi nhẹ trên dòng sông, du khách được nghe những nghệ sĩ đánh đàn ca hát hay thả đèn hoa đăng. Một nét nhân văn truyền thống của Hội An đó là cứ vào ngày mùng 1 và ngày 14, ngày rằm âm lịch hàng tháng, người dân hay du khách sẽ thả đèn hoa đăng xuống sông Hoài. Theo ý nghĩa dân gian, đèn hoa đăng hay là đèn hoa là mỗi một chiếc đèn thể hiện một lời cầu nguyện cho sức khỏe, may mắn, tài lộc và là lời cầu nguyện hòa bình. Theo ghi nhận của chúng tôi, bên này sông là con phố với những dãy ngôi nhà cổ Hội An nằm bên sông được thắp sáng bằng rất nhiều đèn có ánh sáng vàng nên tạo cảm giác yên tĩnh, nhẹ nhàng. Còn bên kia sông là con phố có phần náo nhiệt hơn vì tập trung rất nhiều hàng quán. Để thu hút du khách hơn nên đèn ở các quán được trang trí với đủ các màu sắc diệu kỳ. Đây là Bà Nà Hills, một trong những danh lam thắng cảnh Đà Nẵng mà du khách không thể bỏ qua khi có dịp ghé thăm. Bà Nà Hills thuộc huyện Hòa Vang, nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 25 km về phía tây nam, nằm ở độ cao là 1.487 m so với mực nước biển. Theo tài liệu du lịch, ngày 25 tháng 3 năm 2009, khu du lịch Bà Nà Hills đưa vào hoạt động hệ thống cáp treo một dây đầu tiên mang tên là Suối Mơ Bà Nà. Hệ thống cáp treo này được xây dựng đúng quy chuẩn của Hiệp hội Cáp treo Châu Âu.
toàn tuyến cáp treo có 22 trụ với 96 cabin. Công suất phục vụ là có thể chuyên chở 1.500 khách mỗi giờ. Thời gian đi từ ga đi đến ga đến là 15 phút. Đến với Bà Nà Hills, chúng tôi được xem những chương trình biểu diễn, ca múa, vui nhộn và đẹp mắt trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Từ cabin, cáp treo lơ lửng giữa lưng chừng mây, nhìn xuống là một bức tranh hoàn mỹ, đầy màu sắc với bốn bề mây phủ điệp trùng giữa núi rừng, thác nước, mang lại cho chúng tôi những cảm giác lâng lâng giữa đại ngàn. Và đây là một vườn hoa với diện tích khổng lồ là 8.206 m². Vườn hoa thu hút du khách bởi khí hậu luôn mát mẻ, dễ chịu và muôn vàn loài hoa đẹp. Đặc biệt, ở đây gồm có 9 khu vườn nhỏ với kiến trúc độc đáo khác nhau. Trong cuộc hành trình thăm Bà Nà, chúng tôi đã chứng kiến sự đổi thay thời tiết bất chợt. Khi trời chuyển mưa, cơn mưa rừng xối xả vốt mặt bao du khách phương xa. Kính thưa quý vị, hiện thời chúng tôi đang ở Bà Nà Hills, là khu giải trí lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi không thể ngờ được rằng là tự nhiên có một cơn bão rất là lớn, cơn bão cấp 3 đã tràn vào, đổ bộ vào trong thành phố Đà Nẵng. Và như quý vị thấy, tuy là bão lớn như vậy mà khu vực Bà Nà Hills vẫn đông người đi, vẫn là tấp nập như bình thường, mọi người vẫn vui vẻ mặc dù phải chịu đựng những cơn gió, những cơn mưa rất là mạnh. Tìm hiểu lịch sử Bà Nà, chúng tôi được biết vào tháng 2 năm 1900, toàn quyền Đông Dương có tên là Pho Du Me đã cử một sĩ quan đi xem vùng núi lân cận giữa Đà Nẵng và Huế để tìm kiếm chỗ nghỉ mát sau này. Sau nhiều lần đi thăm dò, đoàn quân của viên sĩ quan đã phát giác ra núi Chúa, tức là Bà Nà, địa hình bằng phẳng rất phù hợp để xây biệt thự ở nơi đây. Không những thế, khí hậu của Bà Nà rất mát mẻ, thoáng đãng và cách Đà Nẵng tầm 46 km về phía Tây, nên rất thuận lợi cho việc nghỉ mát và dưỡng sức. Sau khi chiến tranh kết thúc, mãi đến đầu năm 1997, thành phố Đà Nẵng mới quyết định trùng tu Bà Nà thành khu du lịch sinh thái với quy mô là hệ thống nhà nghỉ, nhà hàng và khu bảo tồn. Đây là con đường dẫn vào Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Hai khu vực liên thông mà Tử Cấm Thành nằm trong Hoàng Thành nên thường được gọi chung là Hoàng Thành hay là Đại Nội. Việc xây dựng hệ thống hoàng cung này đã được bắt đầu từ năm 1803 dưới thời vua Gia Long, mà hầu hết các công trình chính đã được hoàn tất về việc thờ cúng như là Thế Miếu, Triệu Tổ Miếu, Hoàng Khảo Miếu, Điện Hoàng Nhân. Hàng ngày có rất đông du khách bốn phương vào thăm Đại Nội để tìm hiểu lịch sử về Hoàng Thành nhà Nguyễn. Hệ thống kiến trúc Đại Nội gồm nhiều cung điện đã chứng kiến bao hưng phế của một triều đại cuối cùng của nền quân chủ trong lịch sử thăng trầm của đất nước Việt Nam. Xin thân ái chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hiện thời chúng tôi đã có mặt ngay tại trung tâm điểm của thành phố Huế. Kính thưa quý vị, khi nói đến thành phố Huế thì chúng ta bao giờ có cái liên tưởng đến những cái kiến trúc rất là cổ kính, mang đậm những cái nét lịch sử của văn hóa của Việt Nam của chúng ta. Và đặc biệt chúng tôi đang ở một địa điểm đây gọi là Đại Nội Huế. Kính thưa quý vị, đây là một quần thể mà đã được công nhận là một di tích văn hóa của thế giới.
vào thăm Đại Nội trong một ngày mưa của mùa đông. Chúng tôi đã chứng kiến rất đông du khách đến đây để thăm những cung điện của một vương triều. Du khách được nhìn toàn cảnh rất nhiều công trình lớn, nhỏ được xây dựng trong khu vực hoàng thành. Tất cả được đặt giữa thiên nhiên với các hồ lớn nhỏ, vườn hoa, cầu đá, các hòn đảo và các loại cây lưu niên tỏa bóng mát quanh năm. Một trong những cung điện chính của Đại Nội là Điện Thái Hòa. Cung điện này được xem là trung tâm của đất nước thời nhà Nguyễn. Đây là toàn cảnh Thế Tổ Miếu, thường gọi là Thế Miếu, tọa lạc ở góc Tây Nam bên trong Hoàng Thành Huế, là nơi thờ các vị vua triều Nguyễn. Đây là nơi triều đình đến cúng tế các vị vua quá cố. Nữ giới trong triều, kể cả hoàng hậu, không được đến tham dự các cuộc lễ này. Trong hoàng thành còn có Triệu Tổ Miếu, còn gọi là Triệu Miếu, là miếu thờ Nguyễn Kim, thân sinh của chúa tên Nguyễn Hoàng. Vào thăm Đại Nội, du khách cảm nhận được ý nghĩa nhân văn của hoàng thành và toàn bộ hệ thống cung điện bên trong. Chúng tôi khởi hành chuyến khám phá Hạ Long từ Thương Cảng Quốc tế Tuần Châu. Sau khi mua vé, tàu đưa du khách từ Tuần Châu đi thăm vịnh Hạ Long, len lỏi qua vô vàn núi đá vôi sừng sững. Du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của vịnh Hạ Long với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Truyền thuyết kể rằng khi xưa rồng mẹ và rồng con từng đáp xuống khu vực này, nên được đặt tên là Vịnh Hạ Long, nghĩa là nơi rồng đáp xuống. Vào khu vực chính của Vịnh Hạ Long, du khách được chuyển xuống các ghe thuyền để khởi đầu cho một cuộc hành trình khám phá cận cảnh Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long có diện tích khoảng 1.553 cây số vuông. Từ những con thuyền, du khách được ngắm các phong cảnh ngoạn mục và nhiều hang động đẹp của vùng trung tâm di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long ở đây, như chúng tôi được biết, bao gồm vào khoảng 1.600 hòn đảo khác nhau, đủ loại, đủ cỡ, đủ kiểu, đủ cách. Và mỗi một hòn đá có một cái hình dạng khác nhau. Vì vậy, người dân ở đây hồi xưa thì họ mộc mạc, họ hay nhìn hòn đá, họ nhìn hình thể, và họ đặt cho những hòn đá đó một số cái tên. Chẳng hạn như họ gọi hòn này hòn rồng, thì nó giống như con rồng. Hoặc là họ gọi cái hòn này là hòn lá vọng, thì nó giống như là một bô lão đang ngồi câu cá. Hoặc họ gọi cái hòn này là cái hòn hai con gà, tức là hình giống như hai con gà đang đá nhau. Và đây là toàn cảnh đảo Khỉ, một trong những đảo đẹp nhất Hạ Long. Trên đảo có rất nhiều chú khỉ tinh nghịch. Điều đặc biệt là những chú khỉ này không hề lạ người. Vào những ngày thời tiết tốt, chúng xuống đảo leo trèo, vui chơi cùng du khách. Đảo thu hút nhiều du khách là đảo Thi Thóp, được đặt theo tên của nhà du hành vũ trụ người Nga German Thi Thóp khi ông đến đây thăm vào năm 1962. Đảo Thi Thóp có bờ dốc đứng và bãi cát trắng thẳng hình vầng trăng nằm dưới chân. Các tour du lịch thường ghé tàu vào đảo để du khách lên bờ, leo núi, ngắm toàn cảnh vùng vịnh, tắm biển hay là chèo thuyền kayak. Và đây là hang Sửng Sốt, nằm trên đảo Bồ Hòn của trung tâm Vịnh Hạ Long.
Thưa quý vị khán giả, thời chúng tôi đang đứng trong hang Sừng Sốt. Đây là một hang động có thể nói là lớn bậc nhất ở tại Vịnh Hạ Long này. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi vừa mới bước vào trong này thì cảm giác đầu tiên là mình cảm thấy ngỡ ngàng, hoặc là phải nói cụ thể hơn là cảm thấy sừng sốt. Vì vào trong đây không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được những cái vẻ đẹp, những cái vẻ mà huyền bí không thể ngờ được, làm cho mình lạc vào trong một thế giới bao la ở dưới lòng đất. Hang có hình dạng ống, nằm ở độ cao là 25 mét so với mực nước biển. Diện tích là khoảng 10.000 mét vuông, chiều dài hơn 200 mét. Khoảng cách lớn nhất từ nền tới trần hang là xấp xỉ 20 mét. Đây là một hang động rộng và đẹp vào bậc nhất của Vịnh Hạ Long. Rừng Phan Xipang, khi chúng tôi đến vào những ngày đầu năm âm lịch, cả một trời sắc hoa. Bồn hoa ở Phan Xipang nằm trong tổng thể của khu vườn hoa nằm kế bên con đường vào ga cáp treo đi. Chúng tôi lên thăm vùng núi Hoàng Liên Sơn, có đỉnh Phan Xipang là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là cao nhất trong ba nước Đông Dương, nên được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Đỉnh Phan Xipang cao 3.143 mét, cách thị trấn Sapa khoảng 9 cây số. Kính thưa quý vị khán giả, thiên nhiên tạo hóa đã cho đất nước Việt Nam mình một điểm rất là hãnh diện với thế giới, đó là mình có một ngọn núi Phan Xipang cao nhất Đông Dương, và cũng vì nhờ bàn tay khéo léo của con người Việt Nam lại tặng cho đất nước Việt Nam mình một điểm để hãnh diện nữa, đó là chính là sợi dây cáp dài vào khoảng 1.800 mét, nối dài từ bờ bên kia cho lên đến núi Phan Xipang, là một phương tiện nó giúp cho không biết bao nhiêu du khách ở khắp bốn phương về đây có thể thăm đỉnh núi cao nhất Đông Dương này. Tại Phan Xipang, ngoài tuyến cáp chính, còn có các công trình kiến trúc như là nhà ga đi, nhà ga đến, nhà hàng, quầy lưu niệm, đều được thiết kế kỳ công như là một tuyệt tác nghệ thuật. Ga Sapa do kiến trúc sư Bill Bensley, một trong 5 kiến trúc sư lừng danh nhất thế giới, thực hiện. Điều đặc biệt là mỗi đường nét kiến trúc và chi tiết trang trí đều được kiến trúc sư Bill Bensley dày công nghiên cứu từ những tinh túy của nghệ thuật hoa văn thổ cẩm của người sắc tộc Tây Bắc. Kính thưa quý vị khán giả, hiện thời chúng tôi đang đứng ở trên đỉnh ngọn núi Phan Xipang, đó là tiếng Anh, còn tiếng Việt chúng ta thì gọi là Phan Xipang. Và kính thưa quý vị, đây là đỉnh núi cao 3.143 mét từ mặt đất lên trên cao. Đây tức nghĩa là ngọn núi cao nhất đất nước Việt Nam, không những chỉ đất nước Việt Nam mà là cao nhất vùng Đông Dương. Và kính thưa quý vị, ngọn núi này theo các nhà khảo cổ cho biết thì cần đến 100 triệu năm mới hình thành được. Vậy chúng tôi xin kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi mình cùng nhau lên đỉnh núi này và khám phá một kỳ quan của đất nước Việt Nam và cũng là một kỳ quan của thế giới. Ngày 2 tháng 2 năm 2016, tỉnh Lào Cai và tập đoàn Sun Group đã khánh thành tuyến cáp treo 3 dây hiện đại nhất thế giới, lần đầu tiên có mặt tại châu Á.
quý vị nhớ đăng ký, subscribe để khi có video mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay.